Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng gần 9 giờ tối giờ Cali. Tại Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và hôm nay đã cũng có rất nhiều thông tin để bật các bạn. Chúng ta sẽ nói tới một cái đề tài mà đang rất nóng bỏng hiện tại đó chính là liên quan tới SEC đã chính thức tấn công dự án NFT đầu tiên đó chính là dự án NFT của Impact Theory và thay gì là chống đối với NFT đó thì Impact Theory cũng đã đồng ý để mà đóng phạt nhưng mà đây đánh dấu lần đầu tiên SEC cáo buộc một dự án NFT điều này có nghĩa là gì những cái dự án NFT còn lại có nên lo lắng hay là không đó sẽ là điều chúng ta sẽ nói đến rất là nhiều trong video này Điều thứ nhì đó tôi muốn chia sẻ với các bạn là đang có cái gì đó đang xảy ra tại Trung Quốc các bạn Chúng ta cũng đang nghe khá nhiều những cái tin đồn Và cộng với thông tin liên quan tới Evergrande thì hôm nay lại có thêm một thông tin nữa Liên quan đến Trung Quốc giảm thuế để mà khuyến khích các trader ở Trung Quốc Điều này có nghĩa là sao? Và chúng ta cũng có một cái thông tin lớn đến từ Hồng Kông Chính thức đó, là chúng ta thấy là sàn Hasky Đây là cái sàn đầu tiên được cấp phép theo cái luật mới của Hồng Kông Nên đã chính thức bắt đầu hoạt động rồi Và còn nhiều thông tin nữa bậc khác tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết cũng như thường lệ chúng ta hãy nhìn vào chứng khoán hoa kỳ ngày hôm nay kết thúc ra sao thì các bạn thấy được là kết thúc là một màu xanh các bạn có một cái sự hồi phục chỉ số nasdaq đó thì đã tăng 0.84% chúng ta có s&p 500 tăng 0.63 và dow jones cũng tương tự và hiện bây giờ đây chúng ta thấy là cả ba chỉ số cũng xanh nhẹ một chút không phải là xanh nhiều lắm các bạn chỉ có chỉ số nasdaq đó là tăng 0.15% khi chúng ta nói tới những chỉ số future hiện tại mà thôi còn về hợp đồng của dầu thì sao các bạn thì không có nhiều sự thay đổi ở mức là 80 đô và 5 sen cho một thùng dầu. Còn về vàng đó thì chúng ta tăng nhẹ một chút các bạn ở mức là 1953 đô cho một ounce vàng. Còn về crypto đó thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin thì cũng không có thay đổi các bạn. Chúng ta nhìn thấy giá bây giờ so với hôm qua thật ra chúng ta có thể kéo trở về cái ngày 24 tháng 8 tới bây giờ đó thì giá vẫn xoay quanh mức là 26.000 đô mà thôi. Cũng không có nhiều cái sự thay đổi. Có một số lần các bạn thấy là giá xuống khoảng chừng 25.000 mấy nhưng mà cũng nhanh chóng cho là mức 26.000 đô. Thì sau khi chúng ta đi cái hàng ngang một thời gian dài đó ở mức là 29.000 đô thì các bạn thấy được là kết thúc cái thời gian đi ngang đó chúng ta đã thấy giá lại đi xuống ở mức là 26.000 đô hiện tại thì chúng ta đã thấy là ở mức 26.000 này đã kéo dài cũng cỡ như là chúng ta thấy là từ ngày 17 tháng 8 cho tới bây giờ thì cũng hơn 10 ngày rồi cũng không có nhiều sự thay đổi sau đó có thể là những thời điểm như thế này đó các bạn cảm thấy buồn chán Nhưng mà khi mà nhìn lại đó sau này khi các bạn thấy là bắt đầu giá dao động trở lại và chúng ta lại có một mùa tăng trưởng Thì nhìn lại những cái thời điểm đi ngang như thế này đó các bạn mới thấy là chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội Giống như là nhiều người đã nhìn lại năm 2018 19 và thấy được là có nhiều thời gian đã giá đi hàng ngang Đó là những cái cơ hội để mà tích lũy Và lúc mà giá đi ngang như thế này đó các bạn thấy được là sau đó đi xuống là đi ngang nữa Thì có thể là nhiều bạn cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy là quá dài mà giá không có một cái sự thay đổi nào hết nhưng mà thật ra khi các bạn zoom ra các bạn thấy được là trong lịch sử của bitcoin đó, thì những cái thời điểm mà giá không di chuyển nhiều như thế này là không có là bao nhiêu hết đây là một trong những thời điểm đó các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là giá của bitcoin nó luôn có một cái sự động rất là lớn khi các bạn zoom ra và ngay thời điểm bây giờ đó các bạn có biết là cái khối lượng giao dịch bitcoin ở mức thấp nhất trong vòng hơn 4 năm qua khi các bạn nghĩ đi bây giờ là năm 2023 thì trả về 4 năm là năm 2019 cái volume giao dịch bây giờ đó đã thấp hơn cả cái thời điểm hơn 4 năm trước năm 2019 và các bạn có thể nhìn thấy được đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi Crypto Khoan chúng nhìn thấy được là cái volume giao dịch spot ấy, thì bây giờ là không có bao nhiêu hết và giao dịch phái sinh cũng như vậy luôn chúng ta có thể nhìn thấy được là cái thời điểm bây giờ so với trước đó nhưng cái thanh mà nó cao hơn đó là những cái volume lúc mà sôi động các bạn ngay cả những lúc mà khó khăn nhất khi mà giá cả xuống giống như là thời điểm chúng ta có những sự kiện như là Voyager FTX ngay có những thời điểm đó cái voi giao dịch vẫn cao các bạn và mặc dù là các bạn thấy là giá bắt đầu đó lại có cái sự khựng lại 26.000 đô này và tôi đọc một số bài viết nói là những nền đồng bảy đang tăng trở lại thì ít ra khi mà nhìn vào crypto coin hiện tượng này nó vẫn chưa có rõ ràng lắm các bạn các bạn có thể nhìn thấy được là đúng là sau khi mà có nhiều nền đồng bị thanh lý ngày 15 và ngày 16 tây đó, thì các bạn thấy được nền đồng bảy cũng đã có cái xu hướng tăng nhẹ nhẹ trở lại từ ngày 24 này tới bây giờ nhưng mà cũng chưa phải là rõ rệt lắm và đương nhiên vẫn còn cách xa cái lúc mà chúng ta chưa bị thanh lý ngày 15 tháng 8 và nếu như chúng ta nhìn vào cái phần trăm đòn bẩy sử dụng đó, thì cũng có xu hướng tăng nhẹ trở lại các bạn như là cái đường màu xanh này thì ngày 22 tới bây giờ đó thì cũng tăng nhẹ trở lại nhưng mà một lần nữa các bạn thấy là cũng vẫn cách xa cái mức trước ngày 15 tháng 8 khi mà có nhiều đền long bị thanh lý cho nên tăng trở lại thì đúng nhưng mà không phải là tăng nhiều như là một số bài viết được chia sẻ ít ra khi mà nhìn vào dữ liệu đến từ crypto khoan nhưng mà một điều À, chúng ta vẫn thấy được là số lượng Bitcoin thì vẫn liên tục rời khỏi và thậm chí gần đây tốc độ còn nhanh lên nữa các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là tính cho đến ngày 28 tháng 8 đó thì trên sàn giao dịch đó, tính chung những sàn lớn chỉ còn có khoảng chừng là hơn 2 triệu Bitcoin trên sàn mà thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là Ether thì cũng như vậy tốc độ thì không nhanh bằng Bitcoin nhưng mà vẫn tiếp tục rời khỏi sàn các bạn. Và tính cho đến bây giờ đó thì còn khoảng chừng là 14,78 triệu Ether trên sàn mà thôi. Thì các bạn thấy là đây là cái thời điểm mà nhiều người đang chán nản có thể là tin tức cũng rất là nhiều nhưng mà giá cả thì cũng không có dao động bao nhiêu và khi mà dao động nên thì lại đi xuống và cái voi dịch thì lại thấp cho nên nhiều bạn cảm thấy là bây giờ đó còn chán hơn là năm ngoái các bạn năm ngoái là một năm tơi tả nhưng mà năm ngoái nhiều bạn vẫn cảm thấy là nó sôi động hơn là bây giờ nhưng mà thật ra đó Thường có hỏi các bạn một câu hỏi đầu năm nay là Thuận hỏi các bạn cho dù năm nay, năm 2023 này giá dao động như thế nào nếu như mà Bitcoin kết thúc năm nay trong phạm vi là từ 25.000 tới 30.000 đô thì bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ happy, bạn sẽ vui, bạn sẽ buồn, bạn sẽ sad hay là bạn sẽ không quan tâm vẫn tiếp tục DCA và đã có gần như là 2.000 bạn bỏ phiếu và các bạn thấy được là cái lúc mà Thuận đưa ra bầu phiếu này là ngày 16 tháng 1 nghĩa là sau khi mà chúng ta thấy là giá đã tăng trở lại từ mức là 15.000 đô trở về mức là khoảng 20.000 đô Thuận nhớ lúc đó thì cách đó một tuần giá vẫn còn ở mức là 15 16 000 đô thì sau khi mà trở lại 20 000 đô đó tôi hỏi cái câu hỏi này thì phần lớn các bạn nói là không quan tâm vẫn tiếp tục trung bình giá. Và các bạn có thể biết đó vẫn là cái quan điểm của Thuận Thuận vẫn tiếp tục trung bình giá hiện bây giờ. Nhưng mà cái phần lớn còn lại đó là nói là sẽ vui nếu như mà chúng ta kết thúc năm nay trong phạm vi 25 tới 30 000 Đương nhiên chúng ta vẫn chưa kết thúc các bạn. Hôm nay chỉ là ngày 28 tháng 8 mà thôi thì vẫn còn à, khoảng gần là hơn 3 tháng nữa thì mới kết thúc cái năm nay. Nhưng mà mức bây giờ đó là 26.000 đô nhưng mà thường cảm thấy là phần lớn các bạn đã hướng về ở bên là sát rồi các bạn. Tôi nghĩ là không được vui. Tâm lý của những nhà đầu tư đó thay đổi theo phút đó là sự thật. Còn về Allcoin đó thì ngày hôm nay các bạn thấy được là có một hai đồng xuống khoảng chừng 5-6% nhưng mà cũng có một hai đồng khác tăng khoảng chừng là 80% Nhưng mà nói chung đó, thì cả thị trường Allcoin thì cũng không có nhiều thay đổi các bạn giá cả thì cũng cỡ đó Và tổng số vốn hóa đó là gần 1,1 nghìn tỷ à, Chúng ta thấy được là Bitcoin không di chuyển y từ cái những diễn đông lớn đó thì không có di chuyển nhiều ngoại trừ là chúng ta có Cardano à, thì tăng 1,8% Dogecoin thì tăng 1,1% và Polkadot thì tăng 3% Còn lại đây thì cũng không có nhiều cái sự thay đổi và chúng ta có thể thấy được là trong tuần này đã cũng có một số những cái token chuẩn bị unlock các bạn và những người nào mà quan tâm đó thì trong tuần này trong vòng 7 ngày tới đó, chúng ta sẽ có Hedera Hashgraph chúng ta sẽ có cái số lượng unlock đó là 63.25 triệu đô la đây là cái phần unlock lớn nhất trên những đồng lớn chúng ta thấy được cái đó là Optimism thì có khoảng chừng là 34 triệu sẽ unlock trong tuần này rồi SUI các bạn thấy được là có 18 triệu sẽ bị unlock trong tuần này và cái đó là DYDX là 14 triệu còn lại thì cái số unlock không có nhiều các bạn khoảng chừng vài trăm ngàn hay là một hai triệu gì thôi nhưng mà đây là những con số lớn hơn và unlock đó thì các bạn có đã biết là những người mà họ mua trước đó team hay là những người mà họ có thể mua được giá rẻ trước khi mà bắt đầu bán cho công chúng đó thì một phần token đó sẽ được lock lại và sẽ được trả ra thời gian và khi mà đến ngày unlock thì cái số token đó có thể được di chuyển chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới những cái thông tin lớn liên quan đến kinh tế vĩ mô đi thì à, các bạn sẽ thấy là trong tuần này đó có một số những sự kiện lớn như thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua nhưng mà cái sự kiện lớn nhất trong tuần này mọi người vẫn đang chờ đợi đó chính là chỉ số phần trăm lạm phát pce sẽ được công bố vào thứ năm tuần này thì chúng ta có nói biết là mỗi tháng chúng ta có hai chỉ số lạm phát là CPI và PCE thì hai cái đều là tính phần trăm lạm phát đối với lại chủ tịch John Powell thì ông ta thích chỉ số PCE hơn thì mọi người vẫn đang xem coi là cái chỉ số PCE này nó sẽ giống như chỉ số CPI của đầu tháng hay không có nghĩa là chúng ta sẽ thấy chỉ số PCE sẽ tăng nhẹ một chút nhưng mà core pc thì vẫn giảm chúng ta phải đợi thứ năm mới biết nhưng mà có một điều đó là có cái gì đó đang xảy ra ở trung quốc các bạn thì chúng ta nghĩ đến chỉ số phần trăm lạm phát đó, thì khắp nơi trên thế giới bây giờ đã cùng một cái chí hướng là đẩy lùi lạm phát các bạn ngoại trừ là trung quốc các bạn đã biết là chỉ số phần trăm lạm phát đó của trung quốc chỉ số CPE đó là không những là không tăng mà còn giảm cho bạn và thậm chí đó cái chỉ số mà được thống kê hồi tháng 7 đã ở cái mức là âm 0.3% các bạn có nghĩa là đang trong cái thời kỳ giảm phát và đây là một trong những điều mà cực kỳ xấu đối với là một gia các bạn tại vì mọi người nghĩ là nếu như mà lạm phát mà không kiểm soát đó là xấu thì giảm phát đương nhiên tốt rồi giảm phát có nghĩa là giá cả không như là không tăng mà còn giảm vậy thì quá tốt rồi nhưng mà các bạn nên hiểu hiện tượng nó xảy ra tại vì nền kinh tế không có phát triển như là mong muốn tại vì người dân không có chi tiêu cho nên mới dẫn đến là giá cả hàng hóa giảm xuống chứ không có tăng cho nên đây là một dấu hiệu không tốt thì đây không phải là tin tức mới gì các bạn đây là cái tin tức đã có vào thứ tư của tuần vừa rồi nhưng mà lý do thường chia sẻ đó là ngay sau chúng ta lại thấy là một loạt những cái động thái đến từ chính phủ trung quốc nhất là sau khi mà có thông tin liên quan đến công ty phát triển bất động sản lớn thứ nhì ở trung quốc là Evergrande đã khai bảo vệ phá sản ở hoa kỳ À, thì các bạn đã thấy được là trên màn hình đây là cái chỉ số bất động sản của chứng khoán Trung Quốc thì chúng ta đã nhìn thấy được là từ tháng 5 năm 2021 đó thì cho tới bây giờ đã giảm đi 82% rồi và ngày hôm qua đó thì cổ phiếu Evergrande đã chính thức được giao dịch trở lại ở trên sàn chứng khoán Hồng Kông sau 17 tháng tạm ngưng tại vì cái sự kiện liên quan tới Evergrande đó thì đang có là cái sự kiện vừa gọi là mới hết các bạn chúng ta cũng đã nghe là ngay cái thời điểm năm 2021 đó thì công ty Evergrande này đã bắt đầu gặp vấn đề rồi thì đã kéo dài cho đến bây giờ thì cuối cùng họ mới khai bồi về phá sản nhưng mà sau đó đó thì chứng khoán đã tạm ngưng dịch một thời gian dài nhưng mà ngày hôm qua đã mở cửa trở lại trên sàn hồng kông và các bạn thấy là ngay lập tức các trader đã đâm cổ phiếu này khiến cho cổ phiếu giảm 81% các bạn <laughs> Bắt đầu dịch lại sau 17 tháng Ngay lập tức giảm 81% Và chúng ta có thể nhìn thấy được là đây là biểu đồ của cổ phiếu của Evergrande các bạn Khi mà bắt đầu dịch trở lại đó, Chúng ta thấy được là từ 1 đồng 65 cent Giảm xuống chỉ còn có 0.2 cent mà thôi Và chúng ta đã thấy là bây giờ đó, thì ở mức là 0.31 cent Nói chung đó thì những người mà đang lưu trữ cổ phiếu này đó, Họ chỉ chờ đợi cơ hội để mà đâm cổ phiếu khi mà bắt đầu dịch trở lại Và đó là điều đã xảy ra ngày hôm qua và đối với nền kinh tế của Trung Quốc đó, thì bất động sản là một phần không hề nhỏ, là một phần rất là lớn Và cách đây khoảng như một tuần chúng ta nghe một tin đồn là chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi những công ty, những ngân hàng à, Hãy tham gia vào để mua cổ phiếu để mà thúc đẩy sự phát triển của cái thị trường cổ phiếu Đó là những tin đồn thôi chúng ta vẫn chưa có chứng minh được Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì có một cái thông tin chính thức để được chia sẻ Đó chính là Trung Quốc đó đã chính thức ra lệnh giảm thuế liên quan tới giao chứng khoán lần đầu tiên từ năm 2008 cho bạn thì có rất nhiều bài viết chia sẻ những thông tin tương tự và họ đề cập đến một cái thuế gọi là stamp duty và chúng không có bất cứ mà viết nào chia sẻ rõ stem duty thuế là gì hết thì đối với lại hoa kỳ đó thường không biết là ở trung quốc thì ra sao nhưng mà đối với ở hoa kỳ à, thì có một số những quận hay là một số những thành phố thì họ có một cái thuế gọi là stem tax thì cái thuế này nó giống như là một cái chi phí để cho quận hay là thành phố đó ghi lại chủ sở hữu của tài sản và tôi nghĩ là trung quốc cũng tương tự như vậy có nghĩa là đây là cái thuế à, để mà lưu lại cái tài sản đó là thuộc về ai trong trường hợp này đó chính là chứng khoán các bạn thì mỗi lần vào chứng khoán đó thì các bạn thấy được là phải có những cái đơn vị của nhà nước ghi cái sở hữu chứng khoán đó là ai và được công nhận nếu là vậy đây các bạn có nghĩ đi một ngày trên sàn chứng khoán giả sử như là sàn chứng khoán của thượng hải đi thì biết bao nhiêu là giao dịch thì cái thuế này là một phần không hề nhỏ các bạn tuy các bạn thấy được là cái phần trăm là 0.1% nhưng mà 0.1% của cái số lượng dịch rất là lớn và bây giờ đây thì cái thuế này sẽ bị cắt phân nửa các bạn, có nghĩa là sẽ giảm xuống chỉ còn có phân nửa của 0.1% mà thôi. Và đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008 chúng ta thấy điều đó đã xảy ra. Năm 2008 đó chính là lúc mà có khủng hoảng kinh tế. Thì để kích thích thị trường chứng khoán đó Trung Quốc đã giảm cái thuế stamp duty này từ 0.3% còn 0.1 và một lần nữa đó lại giảm phần nửa các bạn từ 0.1 còn 0.05%. Thì tuy là bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe nói tới lý do tại sao nhưng mà rất rõ ràng chúng ta thấy là đây là một chiến lược đã được sử dụng năm 2008 để mà kích thích thị trường chứng khoán ở Trung Quốc lần này lại sử dụng cùng một chiêu nữa các bạn. Và thêm vào đó đó lại có thêm nhiều cái tài liệu bên dưới này nói là có một số thay đổi về quy định giống như là những trader mà họ muốn sử dụng margin đó, thì cái số lượng cổ phiếu họ cần có để làm thế chấp đó sẽ giảm cái số lượng đó xuống có nghĩa là sẽ có thể là được sử dụng cái à, phần trăm margin nhiều hơn Thêm vào đó nữa các bạn thấy được là có những cái biện pháp để mà hạn chế IPO Nghĩa là những công ty mới lên sàn Lý do tại sao? Tại vì càng nhiều công ty mới lên sàn đó thì càng nhiều chứng khoán để lựa chọn các bạn càng loãng đi Khi mà không có nhiều công ty mới lên sàn đó thì à, những trader họ sẽ trade những cái chứng khoán hiện bây giờ à, Và cũng có một số những cái biện pháp như là hạn chế việc là những cái cổ đông lớn của những công ty à, có thể bán được nhiều cổ phiếu có nghĩa là hạn chế cái tốc độ bán của những của đông lớn của những công ty thì đây là những cái biện pháp được nói đến để mà kích thích cái sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Trung Quốc thì có gì đó đang xảy ra các bạn có thể là nó lớn hơn chúng ta tưởng tại vì không có nhiều thông tin đến từ Trung Quốc các bạn lâu lâu chúng ta có những thông tin như là Evergrande mà thôi nhưng mà chúng ta không biết rõ là bên trong ra sao à, và chúng ta lại thấy những biện pháp như thế này thì lý do tại sao mà chúng ta cần phải quan tâm đến đương nhiên Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì ở trên thế giới hiện tại và ít nhiều gì đó cũng có một cái sự ảnh hưởng không hề nhỏ đối với hiện crypto tại vì thứ nhất chúng ta nên hiểu là Hồng Kông bây giờ đó thì muốn trở thành một nơi nào đó lý tự nhiên công ty crypto đến để mà hoạt động giống như là muốn cạnh tranh trực tiếp với lại Dubai với lại Singapore với lại những quốc gia khác mà đã có cái giấc mơ trở thành trung tâm crypto không có bây giờ cũng muốn là như vậy tuy nhiên các bạn thấy được là ở trung quốc đó, thì vẫn đang siết chặt và hồng kông giống như là một cái nơi nào đó để thử nghiệm xem coi là ủng hộ crypto đó thì được lên như thế nào à, tôi nghĩ là như vậy và điều thứ nhì nữa đó là chúng ta vẫn nghe nói tới người dân trung quốc vẫn đầu tư rất nhiều crypto mặc dù theo luật đó là người dân trung quốc chỉ được lưu trữ crypto mà thôi không được dùng để thanh toán và không được trade crypto đây là điều mà đã có từ năm 2017 rồi hồi tháng 9 của năm đó khi mà luật chính thức được ban ra thì tới bây giờ vẫn không có gì thay đổi hết nhưng mà theo chúng ta nhận được tin tức đó, thì vẫn có rất nhiều người dân ở Trung Quốc sử dụng những sàn để mà giao dịch crypto mặc dù là họ không nên nhưng mà họ vẫn có thể sử dụng được à, cho nên nếu như mà Trung Quốc thật sự là gặp vấn đề và dòng tiền đang bị siết chặt có nghĩa là người dân bây giờ đó họ hạn chế chi tiêu họ không có hứng thú giao dịch ở trên sàn chứng khoán dẫn đến là trung quốc phải có những biện pháp rồi kích thích thì dòng tiền đã bị siết chặt các bạn nếu như mà dòng tiền không có đó thì cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền đi vào thị trường crypto từ những nhà đầu tư trung quốc cho nên đây cũng là một điều mà thằng nghĩ là ít như gì cũng sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền đi vào thị trường crypto này cho nên thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn hy vọng là chúng ta sẽ có những cái thông tin lạc quan hơn trong những video kế tiếp khi nào mà có thêm tài liệu thường xuyên chia sẻ với các bạn